Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 9 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 192 đề bài như sau. Một thanh thép tròn có đường kính là 20mm, có suất đàn hồi là E bằng 2 x 10 mũ 11 Pascal. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực là F bằng 1,57 x 10 mũ 5 Newton để thanh này biến dạng đàn hồi. Hãy tính độ biến dạng tỉ đối của thanh. Thì để giải bài này các em xem lại công thức tính độ biến dạng tỉ đối. Trang 190 sách giáo khoa chính là cái nội dung định luật Hooke. Ta có trong giới hạn đàn hồi thì độ biến dạng tỉ đối của vật rắn thì tỷ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó. Và công thức độ biến dạng tỉ đối thì ta ký hiệu nó là bằng epsilon và nó bằng là trị tuyệt đối của delta L trên cho L0. Từ đó ta có công thức. Ta sẽ giải bài này như sau. Trước hết là các em hãy tóm tắt. Đề bài cho chúng ta đường kính là D bằng 20mm. Thì các em đổi đơn vị ra. 20mm thì sẽ thành là 2 nhân với 10, 20 nhân 10 mũ trừ 3. 2 sẽ 0,02 đi các em. Mét đúng không nào? E thì bằng 2 nhân 10 mũ 11 Pascal. Và F thì bằng 1,57 nhân 10 mũ 5 Newton. Tính epsilon. Vậy ta có trước hết. Các em hãy tính cái tiết diện S của thanh. Ta có ý thứ nhất. Tiết diện S sẽ bằng pi r bình phương với r là bán kính. Đúng không nào? Thì bán kính thì cô sẽ thay bằng đường kính D chia 2. D trên 2 tất cả bình phương. Hay là chúng ta viết lại thành pi D bình phương trên 4. Ta lại tiếp tục có công thức tính lực là F bằng E nhân S nhân trị tuyệt đối của delta L trên cho L0. Đúng không? Vậy ta sẽ có viết lại nó sẽ bằng là E nhân S trị tuyệt đối delta L trên L0 chính là đại lượng ta cần tìm, epsilon. Vậy suy ra epsilon sẽ bằng đây F mà chia cho E chia tiết diện S bằng đến đây các em mới thay số. F là 1,57 nhân 10 mũ 5. E là 2 nhân 10 mũ 11. Còn S ở đây sẽ là pi D bình phương trên 4 thì sẽ là pi. D ở đây là 0,02 bình phương trên 4. Vậy suy ra epsilon bằng các em ấn máy. Phân số trên tử là 1,57 nhân 10 mũ 5. Dưới là 2 nhân 10 mũ 11 nhân với pi nhân 0,02 bình phương. Và chúng ta chia 4 nữa. Vậy kết quả là 2,49 nhân 10 mũ trừ 3 thì cô lấy xấp xỉ nó là 2,5 này. Nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không? Như vậy kết quả là epsilon bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 3. Đến đây chúng ta đã giải xong bài 9.